Chào mừng anh em đến với Ba Quy Shot dân quê Mê Pizza. Hôm nay giới thiệu với anh em trận đấu của Quang và anh Tèo. Quang chấp anh Tèo 30 điểm đến 90 120. Trận đấu này được quay tại quán cà phê Pizza của chú Vũ, mà anh em theo dõi trận đấu. Như Vừa tới rồi gì nữa ông nội? Dương cơm. Cái này sao quýnh kỹ quá, cái lực gì đâu ta. Cao thủ giờ nó quýnh vừa tới với mí mí không chứ. Xuống xuống chút nữa mới ngon chứ. Cái gì là cũng ngon nè. Mới vô xả đi. Dứt. Trời luôn. Quá ổn. Mới vô kéo vài cái. Cho nó giãn không? Cái quýnh được. Vậy mà còn bị tạt cơ. Trời ơi, cái này sao quýnh trắng được, dễ gì. Quýnh hai băng chứ không quýnh một băng đâu. Dạ, nó quýnh ra hai băng nó đã hơn gì nữa. Chim dữ à. Hả? Đúng ngay chỗ đúng, ngon nha. Đúng rồi. Một. Hai. Trời ơi, đá. Quýnh gì đó, cái đá đâu mà nó đá. Can không? Can không? Trời, quýnh chi, quýnh thế đi. Này làm gan cũng đâu làm được, kéo cái là dư lực. Thằng dậu ra. Cái đó đáng lẽ nó giật lại sao mà nó đi ra ngoài nó không ăn. Hai điểm. Ngon rồi. Nó vô không được hên cho lắm ta thầy. Một điểm. Hay dở còn có cái hên nữa. Ghét à, nó trúng cái da trắng đó. Đó. Một. Một. Tính nữa hả? Rồi quýnh người khác đi. Hai. Mát mẻ. Thôi dở. Lò trái kia về không thấy không? Hai là từ. Chứ không phải là giờ gà quýnh không trúng. Lo trái cái kia không rồi mà quýnh đè dư đó. Bởi hai quýnh nó phê và quýnh nó phê chi nữa không ưu. Tùy theo trái quýnh nó phê. Quýnh nó phê rồi không thấy cái quýnh vậy mỏng vậy thiếu tùm lum tà lỡ hết trơn à. Ba. Tiếp tục. Cho đá mà không chịu đá. Yếu quá. 4 điểm. Đáp. 1. Quýnh sao tạo thế mình ngay không luôn trời. Quá hên á. Đây ngay. Quýnh trở lại ngay. Quýnh tìm cái nữa ngay. Trời ơi. Quá trời, nó nhà anh Tèo dính bồ lai ra thôi chứ. Trời ơi, giờ nó quýnh nhẹ, quýnh gà, cái gà được cái đầu gà đó, nó dư. Một tiếp đi. Quá mạnh, được tay, khá kỳ quá. Mới quýnh mà đâu có phải, chưa có nhiễm. Ừ. Đó, hai ông với hai thằng tôi. Hai. Ngày nữa rồi quá. Thử hết rồi lao lại mới được à. Tạo lại coi cái hồng cái gì lấy coi lên
Mình vô cái nữa hả? Qua luôn đi. 5. Quá thiếu luôn. Kỳ quá kỳ. Kỳ quá kỳ. Kỳ là thua đó. 5 điểm, vui quá trời ngon luôn. Quýnh sao, quýnh dừng tí gì đó, tôi chạy theo, tôi quýnh không được luôn đó. 5, 11. Vẫn chưa được. 1. Uống gì anh em kêu luôn cho. 1 với 1 nữa là 2. Uống gì em kêu luôn cho. Trời ơi, quýnh cái đụng ra ngay. Uống gì em kêu cho. Trà đường. Trà đường. Làm một trà đường 1 lít tông lúc ơi. Nó tức. Một trà đường 1 lít tông. Quýnh cái đụng gì mà nó quên luôn. Bạn ác cái bây giờ bạn hả? Này, hả? Bạn này bữa nay cảm giác nó chạy hơi gích ta. Hình như chưa bị quét, chưa quét. Cảm giác nó chạy hơi gích. Này thầy chịu hôm qua chú Út cũng lao rồi nè. Đúng rồi, chạy không nổi ông nội ơi. Thiệt chứ bộ. Kìa. Sáng ngày em đẩy lực đó mà nó chạy vừa tới chứ bây giờ. Mày số. Ủa anh kìa. Rồi hôm nay quýnh quét nó được. Tạo đường ngay chứ không chạy. Một. Ai hết biết thì chứ chạy qua ngay cái nữa đi à. Quýnh cái này ra ngay nữa rồi tỷ gì. Không ngay đâu. Đơn thua mình quýnh thôi. Sao ngay được. Ra nó móc ra rồi ra. À. Cơ hội đây. Cơ hội đây, cơ hội. Chạy đó, bây giờ chạy quét cái chạy là mới lột ra không quét mà. Quá mạnh này. Đúng rồi. Lật ngược là quýnh dính dậu kìa. Ơi, không đâu. Đây nè, nó quýnh hai cúp dậu kìa, quýnh cúp bê dậu, lẫn dậu kia kìa. Không chịu hả? Đây giờ thấy dễ quýnh chết. Trời ơi trời. Trúng lên mà ra trời gì. Vô cơ này hơi mệt anh Tèo rồi nghe. Mệt. Mệt không? Chạy, tiếng chạy rồi. Chẳng còn dở. Đúng không? Chùi ơi, nãy tao quýnh cái bị chùi mà tao biết mà. Phải đâu, chưa đâu. Nãy tao quýnh cái chùi nãy tao tức tôi mà. 23. Theo con cái trò đẹp coi. 1. Dữ. Ê, còn quýnh luôn. Nay bàn này nó có lời nguyền rồi. Quýnh gà cái thấy ngay không. Này phải chỉnh chỉnh cái lực lại rồi. Hạn chế bớt. 1-0 à trời. Quýnh gà cái ngày lấy gì quýnh. Nó hơi xéo qua này tôi quýnh giặt bằng này gồm ác đứt luôn á. Quýnh không được. Quá thoải mái. Trời ơi. Đó là thấy dư xiền mà.
một nữa là hai. Ông già à, bỏ bê quýnh nếp quýnh dạ dạ. Trời ơi đi luôn rồi. Biết đi cái hai không trời. Chết luôn rồi. Ở đây lấy đêm chấp rồi. Lao cái chạy đỡ lại liền ha. Không, quét cái lao vậy vậy chạy tốc độ lại. Ê, ê chúng đường này rồi. Không có đâu. Có đâu, có đâu. Không chúng nổi. Nó chúng về dậu lại đó, mà nếu mà chúng mới đủ lần lên nó mới chúng. Một, dễ đi. À, trùng giờ này em ơi. Giữ gì không nổi. Một với một là hai. Nắp lại. Gì mà lại ngon. Ngon không? Ngon rồi nè. Trời ơi, thiếu. Ngon không? Ngon đó chứ. Cưa lên cưa xuống nè. Đi lên đây. 3 điểm. Làm sao? Đợi xíu. Nấu liên hệ Út Hồng bộ mau. Liên hệ Út Hồng chứ bộ mau hơn. Không phải có liên hệ Út Vũ rồi, ổng thức rồi. Dạ hả? Ổng thức rồi chậm xíu đi, ổng dạ, ổng làm như phụ nữ vậy đó, ổng chậm lắm. Ơi rồi ơi, về rồi ơi, đúng rồi. Canh cho trúng thôi. Trúng là ngon. Canh đè đè về chết rồi. Chắc đi nữa rồi quá. Đi rồi. Canh cho trúng cũng không trúng luôn rồi. Hôm nay cái đường hai văn dở quá vậy. 1-27. Làm chơi cho đã rồi. Vậy đi không? Lạng lên. Chưa đâu. Chạy hết nổi rồi. Không nổi. Để ngon ngon xong mà quýnh không được tức đó ta. Tôi quýnh là kiếm đường là ngon đó chứ không có quýnh đường chạy đạn đâu mà quýnh chưa chịu trúng nè. Quýnh chưa chịu trúng họ chắc chết quá. Hai. Này anh để cùng bi đúng rồi không luôn quấn được quấn chích queo rồi ba biết biết tại ta à, thoải mái quá rồi quấn nó chưa có được đúng cho nó có tâm lý một chút. À gì? Gì vậy ta? Đúng cho có tâm lý một chút là sao á? 4 điểm, 31. Vậy chứ cũng nhiều nhiều điểm này nghe anh Tèo. Đi, đi được đi đi. Anh Tèo phải đi mới được nha. Không lá lòn. Trời ơi, nãy giờ anh lòn không? Đi đó kéo đi dạ yeah. Cho anh tôi kéo cái đó chắc là mới được lực nhẹ nữa kéo luôn né gì tính rồi vừa lỏng tôi khác mà. Hai điểm, 33.
Trời ơi, lùng mà bắt chô cái này nó ác thì ba. Không có tay. Không có tay. Đúng rồi. Một quả hay, quả hay. Phải cố gắng. Tối làm việc tới 11, 12 giờ lặng. Cái này kéo kéo phê thiếu cái này dư. Dạ, cái này dính cho vàng vàng tay. Đúng rồi. Kiếm cái đường vàng vàng tay dính cho nó thoải mái tay thôi. Tôi để gì bây giờ ngon ngon không thấy không? Chứ đâu có ấy đâu. Tôi quýnh đâu có trà đạn đâu mà. Hên luôn. Hên. Cái đó là giống thể hên rồi. Ủa? Còn xử lý hơn được hay không là do mình thôi, phải không? Quá hên rồi. Quýnh đường sập xỉ rồi mà được. Tôi kéo mấy trái gom mà nó không được thành công. 35. Ủa, 37. Bên trên này. Trời ơi, quá mỏng. Rồi sao vô cho nó mỏng rồi. Cho đi mình để con tre quýnh mạnh hai đường trúng. Kệ, quýnh thục luôn. Dạ, đẹp ra nhiều nhiều lắm mà sao kỹ vậy? Rồi, bị hư cái gì vậy? Phải đâu, tôi quýnh không được, ông chưa có dạng tay đó. Một. May lúc này là nên quýnh xả tay. Quýnh hồi thì này cái này hồi là ngon luôn mà không tới nè. Cái thiệt là ngon mà không tới tay uổng, không lẽ tôi quýnh hai băng trắng thì cũng kỳ quá, hai băng vàng kỳ quá chứ, cái quýnh rồi đủ luôn mà không có tay. Gài quýnh ba băng xong gài sườn đi, gài sườn nha, gài sườn đi, rồi tiếp tục quýnh cho nữa. Ít ra từ giờ tôi cũng phải làm tới từ 18-20 rồi chứ nó có đâu. Tính chậm quá. Ủa phê quá mà sao nó vô nó cứ nghỉ lại ta. Đi đâu đây? Tiếp tục. Dạng tay luôn à. Dạng gì mà dạng cái này rồi. 3 điểm. 40. Gà cho mình quýnh mình một tức mình quá ta. Trời ơi vô không cho hỏi nè. Hai. Ba. Quá nhẹ. Bây giờ chắc con bị hư cái vụ ăn lực, quýnh bị thiếu cái lực về. Sao? Thằng gì đó, nó còn thèm quýnh với tôi dữ lắm nè mà nhân nó chưa quýnh được. Nhân ngày nào nó lại lấy cho mà. Ngày nào nó lại cho tại tôi mừng tôi không có không. Cái này nó khổ luyện quá trời. Khổ luyện mà nó dinh lâu hai người ra là lụm ra là lụm quá trời. Thèm quýnh với tôi dữ lắm đó. Tôi chưa ở không quýnh. Phải chơi thoải mái mới hay, chơi chưa được thoải mái chưa có
còn vừa mặn vừa lò vừa chơi và nó trời ơi chúng lộ bề đó mà gán rồi đó mà chết người ta gán quýnh cho đỏ về quýnh nó xéo gì à. Dạy đi chạy ghê lại luôn tự động nó hên nãy không ngon là tự động nó hên à quýnh nó ngay đừng chứ điểm trúng là được rồi. Ủa dạ đừng nghĩ tới chuyện gom nữa. Cái này sớm gì nữa. Nằm này luyện tay lại chú ơi. Biết tệ quá. Đâu. Đấy. Rồi thôi chín được rồi chín điểm ghi vô 49 đúng cho nó tạch cái thử rồi dạ. Là vào bắt cái rồi lại một đó, cái này gì chứ ngon hơn giò gà đúng đúng ai à. Xiên hơn giò gà xiên hơn giò gà nữa nói này nói kia nữa nè mày quýnh dở quá chứ mà phải kiếm kèo quýnh lại mới được ấy nhường kèo hoài quýnh biết rồi giờ cảm giác cái quy không im rồi ba hên cái gì quá lại giật nó nào nha ba từ giờ 11 nhận qua được chứ. Trời ơi cháu. Nãy giờ là nhờ anh Tèo anh chắc anh lòn này kia nọ mới quýt được gì nè chứ mà không bắn ra chưa chắc được gì nữa. Vậy là bây giờ khúc này nó mới chơi sao quýnh động nó mới ác nè. Nè đá một cái nè ở lại nè, hên là hên nè. Đó thấy chưa? Đấy dọn sao hả? Dọn mổ ké. Ờ ké hả? Tôi nghĩ cái châu đó tôi quýnh nhẹ nó qua là không bao giờ mà nó hụt ai nghĩ chơi đó. Ừ. Cơ bản không đủ đô gì nó kẹt hoài. Không biết sao đi. À. Giờ gắng cố gắng là hạn chế chứ đừng cho mấy cái đó nó lãng dữ lắm, ngồi quýnh không được. Cũng không về nổi nó trái nó gom mà nó thiệt vời lắm mà đã dữ lắm đã mà quýnh tình vô đó lỡ gom cái đường nào mà hụt uống quýnh động hữu quá vô đâu trời ơi trời chết thiệt chứ ông không có giả luôn thì bạn kia tôi chắc ông có 50 biểu mà tôi ăn không có giấc ngã lại tôi đánh dở thua không mà không lại còn giả thì giờ có đi rồi giả rồi 4 điểm 5-3 quá chú đồng cái thiếu rồi quýnh với con thấy quýnh trúng ngay không kỳ quá đẹp một vô 2 3
ba bữa rồi. Ngày đâu qua đâu có đâu mua không có kia cũng không có luôn nữa. Bữa nó điện con nói con đi qua bên kia ngay cái nó không có lợi tới bữa nay đó. Năm đang lên núi luyện công gì vậy, xuống trong quýt động chú luôn á. Quýt động với anh ché luôn mà, bữa hổm đồng với anh ché rồi nghỉ học dài đó. Ngon quá nè. Bảy anh ché bữa quýt thua hổm. Tao thua nó định gì ché. Đó. Bảy. Thì thọ quýnh với anh ché thọ thua. Trời ơi nhắc bậy trời. Mèo hẻm. Vô vụ án gì đây. Vô vụ án gì đây nè. Đây là bọn làm như muốn thua gì ơi. Muốn thua gì ơi. Trời ơi trời cái quýnh gì cái quýnh về nó đẹp quýnh đã thì thôi luôn sao quýnh ra chứ quay không lẽ c là lúc nào ra quýnh cái đầu tiên là bị người ta quánh trước đi xin mặt mày luôn á. Quýnh cho xin mặt mày hay gì mới quýnh hay gì á. Trời ơi trời mày quýnh cũng dở nè, quýnh chết cái lỗ gì lộn hết trời. Người già nó làm gì có lỗ độc đáo luôn lại chứ. Cái mạnh cái nó dở liền. Không. Bốn điểm. Thua nó đi chạy ngang. Cái kiểm soát cái đường kéo mạnh nó thiếu không à. Nó nhắm hơi dài dài thiếu. Cái một cái mạnh thì chết đó nó đâu có ngon. Nó chạy nó về lại trên này quýnh gì chứ bi nó đã ghê lắm mà nó ra cái hụt cái bi nó lãng như kỳ cục quá. Một hai bữa nay mà có thằng thọ anh đồng dám thua thằng thọ không chơi đâu. Ông mẹ sao lại không bủ tao nữa. Con lại giờ từ hổng giờ cú lê chúng để kiếm đối thủ mới hay gì luôn. Thấy chú tay quấn chân còn thấy chú bao show không một. Chú lại chú quấn cái là live show nguyên buổi không. Không một thấy để chờ ăn hoàng là ngủ hoàng không thấy không cậu dấu trời hụt đanh đắng chứ. Một kìa quýnh hoài chưa thấy lên cơ hả. 158 giờ sau bữa ông quýnh quýnh lắm chạy nhắc được rồi. Quá hai đội bên kia quýnh đều dữ. Ba. Bốn. Năm. Sáu.
Vậy. Trời ơi nhẹ kìa. Đá lại. Chồng mình đá lại rồi đó. 7-6. Lại luôn. Đó. Binh lại nhẹ. Bốn ê gì ta, anh lại còn quýnh được ha, còn quýnh được. Đấy, ra đi để hỏi cô anh. Thứ chạy à, thiếu không ta? Vừa. Thiếu trời này mới thiếu chạy nè. Ăn cắt nó đó, mà không có ăn đó. Cua nó ra. 8 điểm nữa, 66. Cái cơ là cơ 25 điểm là cơ đủ đó. 1. 2 điểm nha. 2. Đi sao nặng không? Tại vì cái bị da vô nằm vô bé vô dậu vô có được. Đúng rồi, vô mấy cái đó quýnh bỏ à. Rồi giống hình luôn rồi. Đằng này nó dứt rồi. Quýnh với em mấy kẻ thù rồi, vô là quýnh kẻ thù rồi xong mà là dứt à. Dạ ngon, quýnh nhẹ ra, thiếu quýnh ra cái quýnh đá ra. Lần, hay lần. Thôi, phía sau quýnh mạnh mạnh mới được. Nhất thiệt rồi. Quýnh mạnh mới được, à. Cho nó chắc cú. Quýnh chắc cú là đâu có đường mà xảy đâu. Bữa nay quýnh xong quắc. Trời ơi, nhẹ đứa kìa. Này quýnh xong quắc à. Thôi, chơi được rồi. 1-2-3 hả? Cũng lại đi dễ nào. Đó ai có thủ cái túi đâu. Sao? Không ở đây thấy vậy gần nghĩ vui hơn nổi qua bển chợ. Trời ơi, 6 điểm. Quá hay đi. 72. Nãy giờ có cơ nào 10 điểm không trời? Có cơ nào 10 điểm không trời? Anh Tèo anh để dễ bởi cái nào cũng có. Tại tôi uống gom mà tôi chết cho chết mà chứ đâu có có chạy đâu mà. Ấy rồi chứ nó bây giờ nghịch lại ta. Để phải nghịch em quýnh mà em đâu để phải thận đâu. Thận đâu đúc đích. Để phải nghịch mà. Nó chúng giật lên. Chết người. Không chết người mình chết. Có dạng tay không được. À, nãy giờ quýnh cho mạnh mạnh thôi mà chứ có quýnh được giết người. Nó giết rồi đó. Vô cái ngay luôn.
vàng hả? Cái vô đi cho nó rộng đường. Hôm qua huấn bộ với tôi ăn độ đó, thấy không, ăn hai nhỏ đó, cơ cũng bự đó, có lẽ thằng nhỏ lại quýnh không được. Rồi sập cơ này cũng anh ơi, cũng chưa biết sập cơ này rồi quá ngon rồi. Phải đấy, ngon lành gì mấy cái đó nhẹ nổ ra luôn, nổ luôn đó nè. Ngon quá, trái quýnh đâu cơ. Trời ơi, khó quá. Ừ, đó dễ dàng. Hôm nay mà có không thấy vui đâu. 20. Đúng quá. Đừng sướng cái nó trái nó quýnh cho lãng xẹt chứ không? Chú Thành chưa dạy chưa cốc nhảy mà quýnh chưa cốc nhảy trời. 92. Thành chưa dạy chưa cốc nhảy mà quýnh cốc nhảy à. 1. Chú Đông nó đề ba là sở trường. Nay chắc Vũ xuống nè hả chú? Vũ xuống lại kiếm chú không à. Trời ơi. Chú dưới phải chú kiếm chú không à. 40. Cái này mà quýnh cưa thì đã. Bị bỏ nè. Mình không quýnh cái gì hết. Bị bỏ. Cây giống. Trái quýnh ba băng, hai băng, ba băng nãy lọn cái đẹp quá trời đẹp luôn rồi trái giờ gà. Trời ơi, để thủ luôn trời kìm. Giỡn rồi. Kế bên trời. Đúng rồi. Cho đi phê ngọt luôn đi. Cho là xin nha. Xin không có tính tiền. 1. À. Ơi. Xong luôn rồi. Nó ổn á. Xong luôn rồi. Rồi không chen được vô lỗ đây. 1. Được ngon mà để vô trái ông bính cơ 20 mà hết vui. Hết vui. Đừng gây cấn. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi. 2.94. Nãy là không có cơ 20 đó thì điểm đang đồng. 1. Chứ con cũng làm 20 cũng có được chứ không phải không được. Đó, đâu. Cái này anh ơi.
Trúng thì nó ra làm sao chứ đâu phải. Hai. Và chúng gần sao chứ nói gì ở chẳng bình thường, mấy ông cũng vậy thôi. Lên à, lên à, lên à. Còn chạy được. Lên cao chút nữa là khó liền. Về ra trời. Về ra trời. Nó thấy nó lạng vô. Ừ, nó đổ vô mà. Cái đó còn gỡ. Ừ, biết là quýnh cái đó đẩy thầm lỗ đó để nước về mà không tới coi. Có hướng hướng về mà nó không tới. Đây nè. Quá trời luôn. Làm đợi nè. Một. Chỗ này ra sớm không có ai. Hôm sáng sớm là ăn lại làm rồi đó. Ôi trời xuất sắc chứ. Quá hay. Giờ này anh Tèo anh mới chịu quýnh là muộn không ta? Hên xui. Hên xui đó. Rồi hên xui lắm chú. Ê ê. Làm rồi. Mới kèo rồi, mới gì ơi. Tại tôi. Và tôi tính là liếc mỏng vô vàng sửa cái cơ là tôi quýnh bằng bì. Bì đi cho nó xiền bì vậy. Bốn. Ngon rồi. Năm. Tôi thấy nó quýnh lên đúng mà nó cái cũng dư luôn cái hết ngon rồi. Ngon rồi. Đâu. Im. Hấp tay. Hấp tay quýnh cũng được nữa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mẹ đánh gì vậy? Hôm nay nó gọi anh Tèo là hôm nay vô cái thế gì vậy? Không có gỡ được. Hôm nay vô cái thế gì rồi? Tôi từ giờ tôi hụt là giấy ngon ngon, không đáng tiếc lắm đó chứ không phải. Bằng quá. Trời ơi, trời ơi, quýnh móc cái gì mà hụt xa dữ vậy? Màu đẹp. Chín làm. Một. Còn hay lắm. Trời ơi, tôi không có lạnh đâu, khúc sau này tôi quýnh đỡ lắm. Khúc sau tôi quýnh đỡ lắm mà sao không phải vậy đâu, gạt cái tự giờ không được may mắn luôn. Một. Hai. Tại chưa được cái may mắn để cái chòm chòm nó quýnh ra thiếu, nó ổn quýnh nhẹ nó vừa trúng là được rồi, mà ỉ mấy cái nó bị thiếu. Quá em ơi. Bốn. Trời ơi.
Đây đây. Mát xê nè, cu lê nè, gì mình bún ra. Một quăng nè. Dễ xử. Mượn cục lai ra. Mượn cục lai ra. Hả hả? Cái này kéo qua chạy đâu nè? Còn tao là tao vô cái vườn với nó thôi. Có đâu. Chạy đâu nè. À. Con quýnh tư vợ chưa tốt đó. Chứ quýnh tốt lại cái cũng mèo lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Thở thở. Ủa, đúng đầu cho gà, gà mà quýnh hụt nó không tính đi. Ý nói là mai mốt có giò gà không, mấy tay mà không quýnh giò gà đó là phải chạy đi, phải không? Chạy đi. Trời ơi. Quýnh gì ngon rồi trời gì? Phải đè vô luôn. Nhiều đầy đủ chết người rồi. Ừ, nhiều gì chết người ta rồi, còn ác nó tính làm cái ác nữa. Tám, có tài quýnh là ngon hả? Chuyện quá êm ai. Muốn biết lỗ tai ạ. Mà... nhà quýnh mạnh với chúng đó. Tắc cơ thôi mà. Tắc cơ đâu có đùa cơ. Mời trong lễ năm. Cái điểm này nè, Tổng hổm nó thua con là mới mới sợ. Cái bi nó quýnh đi đường luôn, quýnh cái nó bắt tới quăng chạy về nữa. Một. Chưa có cầu thủ này, chưa có đối thủ đẹp. Trời. Quýnh ra chạy bi đi đã quá rồi, nó ngay bón. Cái này quýnh đường khác rồi. Bởi gì? Quá ngay. Ê ê ê. Đấy chạy chậm chậm. Đó đấy. Nguy nữa rồi. Cái đó nó không đá là trúng rồi. Trúng thì cho đối thủ chết luôn. Rồi không trúng rồi. Một tiếp kéo đi. Mình đưa xuống đây. Quýnh vậy còn hên xui lòn lọt nữa. Mình mà kéo chúng được luôn thì nó xiềng chứ bây giờ hơn. Cái kia còn theo kiểu hên xui đồ này kia, nó chúng ở đâu làm sao? Mấy đó mình không canh được rồi. Hiểu rồi nè. Hên luôn. Từ giờ để đãi ông không à. Hai năm bảy này sao Kiềm nói. Kiềm nói cái mạnh đi 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 bụi nữa. Một. Là này dễ Kiềm nói. Dứt gì à? Bây giờ này không dứt, bây giờ nào dứt. Cái này dứt về rồi nó chạy lên cũng vậy chứ. Quýt vừa tay là lụm luôn. Vừa tay bạn nó nặng lắm rồi chú. Bạn dứt lắm rồi. Một. Tôi mấy trái đó là tôi cũng dứt về nữa. Tôi không quýt đường đó rồi. Trời ơi, hai xui thiệt chứ. À. Quá chắc. Đừng đâu phản. Thì người ta đang cưới vậy, người ta đi ngộ vậy, tức tôi á.
rồi quên thấy cái đường không thấy chúng rồi gì đâu mà đi đem gỗ ờ thì quên ra thấy cái bên là không thấy thấy chúng rồi mà chạy không nổi luôn kìa. 3 điểm 8 1 cái lực tay chưa quýnh chạy 2 vòng nổi vòng gữ rồi hai bịch luôn mà chạy cái vòng gữ ba cứ bê thấy 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 ngủ năm ở ngang để đi mà từ từ quýnh đẩy lại vô vòng này anh Tèo này được nhiều sao cứ bê quýnh sao cứ bê không được trời kề lên chúng vậy lại anh ẩn tay trái mà ẩn tao nãy giờ làm như điều kiện nãy giờ chưa thuận lợi lâu nãy mới vô được cái này chín quay đầu cũng đỏ về trời ơi trời cũng có hụt chứ hãy hỏi cái gà đó cho nó xiềng chút chưa đâu chưa đâu cũng vậy mà cũng tạc cơ được như thế chính là xong lầm chưa đâu nghe chưa dọn đâu nghe bị đó quýnh vô trúng cái là vô dậu hết trơn rồi à, có tầm này ăn cơm xong rồi ngay cơ thủ mới ra ăn cơm rồi ôi hai quá nước cốt rồi rồi quá ra nếu mà nó bơm lại thì còn đỡ khổ không bơm lại mệt liền một mày chơi đâu wow gì ngay ngay vậy cũng chạy đạn nữa không một. Giờ đứng 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 đó dòm đi tao quýnh cái này nè đá đá chặt đi chả đâu quýnh mạnh cho nó trúng thôi đó chứ quýnh quýnh kiểu quýnh nhẹ nhẹ mới thả cái đó quýnh thẳng luôn vô vô cái đỏ luôn á là trúng xiềng bảo đảo đưa nó về mà về hơi hút rồi mỏng nhiều cái mới đáy để nó phê hết nó phê luôn không trúng mà không để không để phê sao quá cậu ơi nếu phải cái bì cũng nằm phải nó nới trên chút dễ nằm dưới góc này mà trời ơi trời ba điểm trời nào mà cứu con đấu cờ quạt cứu con đúng rồi trời ơi trời ơi hết biết thiệt trời
đúng không? Đúng. Quên luôn hay gì vậy? Quên luôn. Hở cái trả về chúng luôn. Một. Quýnh cho chết đi nha, cái còn cơ 23 đó, cái một đó. Sao mà xua dữ vậy ta? Ờ, quýnh đi. Hụt chứ. Lòn nè. Đó, hụt không? 2 điểm. Con cúp B vậy mà nó còn không chạy về nữa đó mà. Thì mới nãy cho nãy con cúp B đây nè. Mà nó còn xui mà nó không lùa về được nữa đó. Anh nãy anh me vô cục lơ này mà đâu có sai đâu mà. Quýnh phải chịch cục lơ đó. Ai sát hơi khó nữa rồi. Khó quýnh được. Khó khó chứ cũng quýnh gan quýnh. Bò 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 sát băng rồi. Khó rồi. Cúp về nữa hả? Trời không lạng vô trơn vậy, nãy lạng với lóc lạng rồi. Không đủ lực. Mình đẩy cho cái lực cho nó lạng vô mà nó không lạng. Đừng suy nghĩ. Đừng suy nghĩ, quýnh đờ ghét hay quýnh thọc. Cúp bê cũng được. Quýnh thọc rồi. Còn 6 điểm hả? Quá xa. 6 điểm kiếm đường nào liều mạng cái đủ luôn. Nó, liều đi. Trời ơi, chú bị gì đó. Trời ơi, lọt qua luôn. Bà để. Bây giờ sao dám cứ vậy rút qua lùi cho ngắn qua luôn. Để không nó rè. Sao quýnh chạy nó mới lùi xuống được. Quýnh vậy thì dư. Quýnh nó mà quýnh lại mỏng tôi thiếu đó. Quýnh mỏng tôi thiếu. Vậy là chưa tới số ăn anh Tèo đây. Để con tre luôn mà nó chạy nó hết con tre rồi đó. Trời ơi trời. Nè cái này nó ăn nè. Nó ôm vô băng rồi đường nào hụt mà nó quá dư, đâu có nghĩ là nó dư đâu. Này nó ăn nữa thì thôi luôn, không biết sao mà nói luôn. Không có kèo này mới mốt 30 là dứt. Không chạy. Này mà không ăn nữa thì thôi luôn chứ quýnh gì nữa trời. Ăn cái mới mốt gấp 20. Ê, thiếu chạy rồi. Bây giờ chạy không nổi không. Ừ. Vậy đó mới đưa về được. Rồi xong rồi. Từ gà thò bà tôi. Có bữa không? Bữa nào? Con đi nước nhỏ rồi chú. Trận đấu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.